Hello, xin chào ba anh chị em nha. Nay chuẩn bị đón xuân 2022, em mới zin một tác phẩm hoàn thiện xong. Nguyên phần mộc, một cái tác phẩm được gọi là Tùng Lộc các bác anh chị em nha. Với một cái tổng thể bố cục là hương liên khối rất đẹp, già lua, cực kỳ gọi là cổ thụ. Đây là một cái tác phẩm gọi là tùng cực đẹp này, gốc này, gốc các bác của anh em để ý này, gốc là ôm đá này. Đấy, gốc ôm đá này, gốc rễ cổ thụ ôm đá này, đấy, ôm đá đỏ. Cái tùng thì các bác của anh chị em biết rồi, tùng già là bao giờ nó cũng gọi là thân nó sẽ mốc trắng, gọi là lũa trắng. Đấy, lũa trắng này, lũa trắng nó chạy một cái thế cực kỳ đẹp, mềm mại uyển chuyển cực kỳ đẹp. Thân bên trong, thân nõi thì nó vẫn cứ gọi là đỏ au luôn, đỏ au luôn, với những cái tán tùng cực kỳ vip luôn. Đấy, các bác cùng xem để ý này, tán tùng với là toàn là liền cực kỳ vip luôn, cực kỳ vip này. Đấy, bốn mặt. Cái này tác phẩm này bốn mặt luôn các bác của anh chị em nhé, bốn mặt luôn, bốn mặt luôn, cực kỳ mềm mại, cực kỳ gọi là một cái thế hoành cực đẹp. Đấy, thế hoành cực kỳ đẹp luôn. Đấy, bên cạnh nhân vật chính ở trong cái không gian trong phòng vẫn là ông cụ Di Lặc. Đấy, các bác của anh chị em để ý kỹ ông cụ Di Lặc, em quay sát mặt. Đấy, các bác nhìn ông cụ Di Lặc. Đấy, riêng ông cụ Di Lặc thì về cái phần toàn bộ mặt, từ mặt xuống đến chân, nó là gỗ thịt lục lạc. Đấy, bàn chân, chân này, chân cực đẹp. Đấy, bao tiền rất to. Đấy, bao tiền rất to, và bao tiền vàng rất to. Nên toàn bộ là hàng lanh tanh, đục thủ công công mỹ nghệ, lanh tanh. Lá tùng đây, các bạn cùng xem đấy, lá tùng này. Đấy, lá tùng. Cái tác phẩm này của em Trinh Trang sưu tầm có chiều rộng 60, chiều cao là cũng là 65 các bác quan xem nhé, 65 66. Đấy, đây em sẽ quay xa hơn một chút. Đấy, các bác quan xem cùng chiêm ngưỡng kỹ một cái tác phẩm hương liên khối siêu kinh điển. Tất cả những cái phần trắng này thể hiện một cái tác phẩm cây cổ thụ già lũa. Và bên trong cái cốt lõi, các bác của anh chị em để ý cái cốt lõi của tác phẩm nó vẫn cứ là đỏ au. Sống là cái tâm lúc nào nó cũng phải đỏ, đỏ rực các bác của anh chị em nhé. Đấy, cái tâm, tâm mà gọi là mình xâm thân cải thì vẫn đi nhé, mình xâm thân cải vẫn đi. Cái cốt lõi của con người cũng như là của một cái tác phẩm là nó phải luôn luôn đỏ rực, rực hồng luôn. Đấy, rất cổ kính, rất rất chi là tuyệt vời luôn. Ông Di Lặc, em sẽ quay đủ bốn góc cho các bác mình chị em chiêm ngưỡng. Ông Di Lặc phải nói là quá tuyệt vời luôn, quá tuyệt vời luôn. Đấy, như cái gốc này các bác mình chị em để ý này, nó nguyên si gỗ, nó thể hiện một cái sự cổ kính già luôn. Ngồi trên cái phiến đá, phiến đá trắng đỏ. Đấy, em sẽ quay đằng sau. Đấy, các bác cùng xem đây, em sẽ quay đây mặt trước. Đấy, các bác cùng xem thấy không? Đấy, trước này em ạ. À, mưa gió em để cái chân bàn, em để cái chân bàn là xoay ở bên ngoài em ra nó hơi ướt đây. Đấy, các bác cùng xem để ý này. Từ những cái ý tưởng của em, từ một cái ý tưởng của em, xuất phát từ một cái ý tưởng của em ra một cái thế này. Đấy, đằng sau các bác cùng xem để ý này, đằng sau này, cái cây, cây tùng này. Đấy, vần gỗ xuống tán này. Tất cả bốn xung quanh tứ diện là nó đều
lên những cái lu vân đỏ, các bác cùng xem nhé. Đây, 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 lên lu vân đỏ tuyệt vời luôn. Cái này là hàng nguyên mộc, các bác cùng xem nhé, nguyên mộc luôn, đây. Nguyên mộc luôn, cảm cảm mọi, nguyên mộc luôn, đây, nguyên mộc. Xoay lại, sẽ xoay lại cái mặt mặt tiền chính. Tiền chính. Tứ diện các bác cùng xem nhé, tứ diện luôn, tứ diện luôn. Cái tác phẩm này là cái tác phẩm có 102 luôn, tác phẩm có 102 luôn. Đấy, các bác cùng xem, tác phẩm có 102 luôn, cực kỳ VIP luôn. Đấy, cụ gì này, cực kỳ VIP luôn. Quá, siêu VIP luôn, siêu VIP luôn, siêu VIP. Tác phẩm này là sẽ cho đi sơn nốt kỹ và sơn móng về, thì tin chắc rằng là nó sẽ là một cái tác phẩm độc nhất vô nhị ở thị trường Việt Nam đang có tại em Trình Tràng ở đây. Xin cảm ơn, xin chào tất cả các bác của anh chị em. Các bác của anh chị em vào xem video có cùng gu cùng đam mê với em Trình Tràng ở đây thì xin cho một like chia sẻ các bác của anh chị em nhé. Xin cảm ơn, xin chào các bác của anh chị em. Em vẫn tên Trình Tràng ở đây, vẫn địa chỉ cũ và số điện thoại cũ 0967697999. Xin cảm ơn và xin chào các bác anh chị em. Sẽ lên đến đuôi bà Tư. Đó,